Shop bán vàng ngọc hoàn toàn tự động, vangngoc97.com. Shop bán vàng, bán ngọc giá cao 10k, nhận ngay 25 triệu vàng, 100k, 520 ngọc vào ngay shop vangngoc97.com. Vừa tăng giá vàng lên 2k năm, 10k 25 triệu vào ngay shop vangngoc97.com mọi người. Vâng, xin cảm ơn anh em. Vâng, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Tiếp tục với nợ tờ chim dài. Vâng, hôm nay thì đệ tử nợ tờ chim dài là không sức mạnh. Mới sơ sinh thì hôm nay mình sẽ làm cái clip này. Clip này chắc là kiểu nhiều người mong ước rồi. Đây, hôm nay mình sẽ mua cái bùa 8 giờ, chính là cái bùa 8 giờ bùa đệ tử 60 ngọc này. Không phải bùa này. Đây là bùa đệ tử 60 ngọc nha. Thì bây giờ mình sẽ úp thử với con này. Hiện tại á là mình chỉ mua cái bùa 8 giờ thôi nha. Bây giờ mình sẽ úp cho đến sau xong 8 giờ sau mình sẽ quay video cho mọi người xem là sau 8 giờ con đệ nó sẽ lên bao nhiêu từ sơ sinh nha. Và hiện tại là không biết hai nha mọi người, không biết hai. Và mình úp vào gừng đá, mình treo gừng đá luôn, mình treo không mập luôn nha, mình úp 8 tiếng. Để mà có thể chứng nhận một điều chính là úp từ sơ sinh lên bao nhiêu sức mạnh trong 8 tiếng nha mọi người. Đấy, cái clip này chỉ là như vậy thôi. Và mình sẽ test với nick chim dài của mình. Mình sẽ treo liên tục, nói chung là treo bút đậu liên tục. Điện thoại nó hơi chậm nhưng không sao, vẫn có thể bút được thôi mọi người ơi. Thì con đệ mình là đệ đấm 7 nên là cái việc đấm nó rất là khó, nó rất là bút tốn đậu luôn. Với lại mình không có skill nhiều nữa. Đấy, mọi người xem em nhớ like lên kênh giúp mình nha. Đấy, mình bam nhằm chết con đệ mình luôn rồi. Một pha ngu người đến từ vị trí nở tê. Thì không biết là sau 8 giờ thì con đệ nó sẽ lên được bao nhiêu sức mạnh. Và mọi người cùng đón xem với mình nhé. Cũng ngu với là mày cũng ngu với là tuổi bùi gì, không có tuổi nha. Ok, thì hiện tại thì nãy giờ mình úp cũng được tí mấy nha mọi người. Thì để lên 150k sức mạnh rồi. Bây giờ mình sẽ đi cho mọi người xem là nãy giờ mình úp được bao nhiêu. Bây giờ mình sẽ bay về siêu thị để mà xem. Giờ hồi nãy là mình mua là cái bùa 8 giờ, 8 nhân 6 48 là 480 phút đúng không? Đấy, 8 nhân 6 48 đấy. A cộng A bằng B, nhầm, 1 cộng 1 bằng 2 đây. Hiện tại con bùa đệ tử mình còn là 349 phút. Đấy, mình sẽ lấy máy tính ra tính luôn. 8 nhân 6 48 tức là 480 phút. Lấy 480 trừ cho 3. Lấy 480 trừ cho 349, 131 phút. Thế là nãy giờ mình úp được 2 tiếng đồng hồ, hơn 2 tiếng một tí nha, 131 phút thì nó lên 150k sức mạnh. Vậy thì không biết là 8 giờ, trong 8 giờ nó sẽ lên bao nhiêu nha mọi người. Thì mọi người đón xem cùng với mình. Đấy, clip này chỉ phải nói vậy thôi, tại mình úp chăm chỉ để thôi. Nếu vậy thì chúng ta có làm định lý Pythagore bằng A bình phương cộng B bình phương bằng C bình phương. Thế là chúng ta úp đệ tử thôi. Thì nha, rất là vất vả mọi người. Con đệ mình nó rất là vất vả, tại vì là cái KI của nó rất là thấp. Lộn, mình đấm như vậy đó nên là rất là tốn KI luôn. Nè, nhìn nè, đấm một phát nè, còn K2 KI nè, đấy, còn K1 nè, đấy. Đấy, thấy chưa? Trời ơi, tốn KI vừa gì, nhưng không sao. Sau 8 giờ mình sẽ quay video lại cho mọi người xem mà sau 8 giờ thì úp được bao nhiêu sức mạnh. A few moments later. Xin chào mọi người, thì đây là cái điện thoại thần kỳ của mình để úp đệ. Đây là cái úp bồ Neo 7. Thì đây là nick NT của mình cho mọi người xem đây. Đấy, sau 8 giờ thì mình sẽ quyết định làm cái video này để mà cho mọi người biết là bình thường nếu chúng ta úp từ sơ sinh mua cái bộ 8 giờ không bùa gì hết, ngoại trừ một cái bộ đệ tử 8 giờ thì nó sẽ lên bao nhiêu. Thì đây, 400k sức mạnh. Thì nãy giờ là 6 giờ nha mọi người. Bây giờ mình sẽ cho mọi người chứng thực luôn. Đấy, hồi nãy lúc mình mua là 8 giờ mình có quay clip để cho mọi người xem. Thì đây, chúng ta sẽ về siêu thị để ra mắt bạc mít. Ý, cửa hàng bùa. Chắc chúng ta nhấp vào bùa 8 giờ. Kéo về bùa đệ tử là cái bùa đệ tử nó còn 94 phút đây. Sự thật là 94 phút luôn. Để gần cho có nét chứ coi. Đấy, ok chưa? Đấy, 91 phút đây mọi người có thể. Ủa sao không lấy nét ta? Út vuốt bằng tay nó sẽ lấy nét. Vẫn không lấy nét. Đây, ok, 94 phút đúng không? Đấy, thì hồi nãy là sơ sinh, đệ sơ sinh. Bây giờ thì con đệ đã lên được 400k sức mạnh. Út, đấy, mọi người thấy rõ ràng chưa? 400k sức mạnh. Chứng tỏ nếu mà chúng ta úp, hiện tại là không biết thai nha mọi người, không biết thai nha. Nếu mà chúng ta úp từ sơ sinh cho lên 1 triệu năm thì chúng ta có thể úp 3 bùa 8 giờ là lên 1 triệu năm. Không đi bán đồ nha, chỉ úp gừng đá và gừng đá. Đấy, tùy theo chỉ số con đệ nữa. Và con đệ của mình là đệ đấm cấp 7 nữa, nên là tốn KI lắm. Đây, đấm một tí là tốn hết KI rồi, đậu xanh đó. Mua cái đấm cấp 7 là một sai lầm nhất của mình. Mình đã trú ẩn bên heo gừng, heo xe da này nãy giờ rất là lâu rồi.
Đấy, thì mình nghĩ là nếu mà mình up 93 phút nữa, mình nghĩ con đệ mình tầm 500k sức mạnh. Vậy thì chúng ta có là up một cái bộ 8 giờ nó sẽ lên được 500k sức mạnh. Theo quy luật đàng hoàng luôn, up không, mình không bọt luôn nha mọi người, mình up đàng hoàng luôn. Nếu anh em nào mà up một từ sơ sinh lên bộ 8 giờ thì không biết bao nhiêu nha. Anh em nhớ comment cái ý kiến của anh em ở dưới cho mình nha. Mình thì mình up đậu xanh đó, mình up 8 tiếng lên 500k sức mạnh. 8 tiếng đồng hồ. 8 tiếng đồng hồ và lên 500k sức mạnh. Đây là clip của mình và mình dừng video tại đây nha mọi người. Bây giờ mình đi up tiếp lên để 1 triệu 5 mà. Mong là sẽ lên 1 triệu 5 sớm nhất. Ok mọi người.